trở về quê sau nhiều năm bôn ba tại Hàn Quốc, chàng trai này quyết định làm chuồng trại chăn nuôi dê. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản, bởi chỉ sau vài tháng chăn nuôi, dê không gầy thì bệnh. 61 con dê thì có tới hơn 40 con bị chết, thua lỗ gần 200 triệu đồng. Không ngờ rằng sau khi vào nuôi, tôi mới thấy phát hiện ra là con dê bệnh tật rất nhiều, và thực ra có những loại bệnh tôi không hề biết một cái gì cả. Làm cả một trang trại lớn rồi, bây giờ mình từ bỏ cũng không được, mà mình phải cố gắng, phải làm thế nào để được thành công. Biết tới chương trình khởi nghiệp, anh Huy như tìm được điểm tựa cho ý tưởng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Và ngay chính trong buổi khảo sát, một phần nguyên nhân khiến dê bị bệnh cũng được hé mở. Anh có cải tiến đi một chút nhưng mà lại để như thế này thì nó không hợp lý. Tôi chả theo một quy trình gì cả, cho nên tôi không suy nghĩ, tôi cứ làm vậy thôi. Rất nhiều hạng mục trong khu chuồng nuôi này sẽ phải cải tạo và chỉnh sửa lại. Vậy đến nay, anh Huy đã thực hiện công việc này ra sao? Đón xem chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Vâng, như vậy là chúng ta đã biết nhân vật của chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay là ai rồi đúng không ạ? Anh Triệu Văn Huy, một thanh niên trẻ quyết định về quê khởi nghiệp với lại mô hình chăn nuôi dê. Và sau khoảng 2 tháng thì đến nay thì không biết là những cái công việc mà lần trước chuyên gia khuyến cáo, không biết anh đã thực hiện đến đâu. Và theo chuyên gia, cái thời điểm nắng nóng như thế này thì không biết là những đối tượng chăn nuôi dê của mình thì có bị ảnh hưởng như thế nào? Tất nhiên là khi mà thời tiết quá nắng nóng với thời gian kéo dài thì tất cả các đối tượng gia súc, gia cầm đều bị ảnh hưởng. Cái nhẹ thì cũng là ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển, còn nặng sẽ gây hiện tượng sốc nhiệt và cái tỷ lệ chết rất là cao. Mấy ngày bữa trước thì có rất nhiều những nông hộ đã gửi cho tôi, ví dụ như là gà bị chết do sốc nhiệt, và thậm chí thỏ ở trên Hòa Bình cũng là một nông hộ mà chương trình tư vấn cũng bị sốc nhiệt, mà tôi đã phải lên đấy để kiểm tra và sau đó để đưa ra những cái biện pháp để khống chế. Dạ vâng, đúng thật là thời tiết như này đến con người chúng ta cũng rất là mệt mỏi, chứ không nói không như là đối với con vật nuôi đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ không biết là để xem là đàn dê của gia đình nhà anh Huy đang sinh trưởng phát triển như nào, cũng như là việc cải tạo chuồng trại của gia đình anh đến đâu, thì ngay giờ chúng ta hãy tới gia đình nhà anh để có câu trả lời. Vâng, thế là phải đấy. Huy ơi, có nhà không? Dạ. Rồi, chào em. Rồi. Lâu không vào xem tình hình đàn dê như thế nào. Một là như thế, xem với thứ hai là một số cái góp ý cần phải chỉnh sửa trang trại như thế nào, thì để thầy vào thì kiểm tra cụ thể xem nhé. Thì như buổi trưa này mình vẫn đang ngủ hay sao ấy nhỉ? Trưa không làm gì phải ngủ như gì nữa. Trước tiên, hãy cùng nhìn lại một số hạng mục mà anh Huy đã được khuyến cáo phải chỉnh sửa trong buổi khảo sát đầu tiên. Hãy cùng xem hiện tại những công việc này đã được anh Huy thực hiện đến đâu. Thưa vị, thưa bà con, so với những hình ảnh trong chuyến khảo sát đầu tiên thì khu chuồng trại này của gia đình nhà anh Huy đã có sự thay đổi rất lớn, và chúng ta có thể thấy là những nỗ lực của gia đình anh để cải tạo chuồng nuôi để đàn dê có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Tuy vậy thì hãy cùng xem chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ đánh giá như nào về những sự thay đổi này. Cái lưới chắn ở đây thì em đã rõ ra đó, và em thấy là cái lưới chắn rõ ra đây thì nó thì rất là thông thoáng, và để cái lưới chắn thì nó chả có ý nghĩa gì cả đó. Thì đấy là cái thứ nhất đã làm được, và thứ hai cái đây là cái gì mà em để ở đây? Cái này là cái hành tăm nhà em đã. Chưa có dê phát triển em để tạm thời ở đây. Về nguyên tắc là không được. Quả thực, khu chuồng chăn nuôi dê của gia đình anh Huy đã có sự thay đổi rất lớn. Tất cả đều ngoài dự kiến của chuyên gia và chương trình. Là một cái việc làm khác trong cái khu này. Đó. Anh Huy chia sẻ, từ khi làm trang trại nuôi dê đến nay, một năm rưỡi không có thu nhập, dê lại thường xuyên bệnh tật. Cả gia đình chỉ trông chờ vào một mẫu hành tăm. Vì vậy, nếu thu hành rồi bán ngay, lời lãi chẳng đáng là bao. Anh quyết định bảo quản vài tháng, chờ khi giá tăng mới bung ra thị trường. Anh Huy cho biết, gần chục tấn hành sau khi thu hoạch, cộng với việc gom mua thêm,
muốn bảo quản vài tháng không phải đơn giản. Theo đó, nơi bảo quản phải khô ráo, tránh ánh sáng. Không còn cách nào, anh phải trưng dụng dãy chuồng dự kiến nuôi dê này. Em xong đây thì xong bán xong hành đây thì em sẽ nhập tiếp dê thẻ, bắt buộc em phải làm ra. Còn kho có thể là dự trữ hành về mục đích nào đó thì em sẽ làm kho sang chỗ bên kia. Trên thực tế trong quá trình sản xuất nông nghiệp ấy, thì tùy theo từng các nông hộ mà có cái sự tính toán làm thế nào mà có cái lợi nhuận trong quá trình sản xuất nông nghiệp là cao nhất. Đó. Nhưng trong quá trình làm đấy thì vẫn phải đảm bảo được hai cái yêu cầu song song. Thứ nhất là đảm bảo được cái lợi nhuận kinh tế của mình. Nhưng cái thứ hai là vẫn phải đảm bảo ổn định cái phát triển cái con vật nuôi hoặc cái mục đích mà mục đích chính của mình nhé. Dạ. Là chăn nuôi dê. Vâng, đó. Chính xác. Thầy. Và tham gia khởi nghiệp là chăn nuôi dê. Dạ vâng. Đúng không? Ạ. Cho nên là vẫn phải là cái khu vực đây là khu vực chăn nuôi dê. Dạ. Đó. Vâng ạ. Và quá trình chăn nuôi dê phải để đảm bảo về an toàn về dịch bệnh, vâng, đảm bảo về cái việc phát triển đàn dạ, cho vâng. nó tốt. Dạ. Đó. Mặc dù việc bảo quản hành tăm trong khu vực chuồng nuôi dê không đúng theo quy chuẩn, nhưng trước khó khăn của nông hộ kết hợp với số đàn dê còn ít nên chuyên gia quyết định châm trước cho nông hộ. Theo đó, vụ hành này anh Huy có thể bảo quản tại khu chuồng này, nhưng những vụ sau thì không thể lặp lại. Thưa vị, thưa bà con, việc bố trí những cái túi tải đất cũng như là bạt ở trong khu vực chuồng nuôi như thế này không chỉ là khiến cho chuồng nuôi trở nên lộn xộn, ngoài ra là việc để những diện tích hành tăm như thế này sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng cũng như là không khí trong sạch, bởi vì mình sẽ còn là quạt sàng sảy rất là nhiều và điều này sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của đàn dê. Mặc dù để nâng cao cái kinh tế, cái nguồn thu về kinh tế thì vẫn phải đảm bảo với là cái đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với đàn dê. Và sau cái khoảng thời gian này và chỉ khoảng thời gian này thôi thì anh phải sửa lại chứ không được để làm cái này nữa. Chuyên gia tư vấn thì tôi sẽ làm theo. Một điểm được chuyên gia nhấn mạnh với gia đình anh Huy trong buổi khảo sát phải chỉnh sửa đó là tráng xi măng cho nền chuồng. Tuy vậy, đến hôm nay, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Sau cái đợt mà khảo sát, đó là cái đường đi, cái lối đi này. Lối đi thầy cũng nói là vẫn phải đổ chạt. Đó. Đổ chạt ở đây nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là nó sạch, và thứ hai là khi mà mình khử trùng chuồng trại thì nó dễ dàng hơn. Đó. Và một vấn đề nữa là cái thuốc sát trùng ấy. Sát trùng là cái muốn mà có hiệu quả cao thì cái việc mà nền chuồng nuôi hoặc là cái khu vực chăn nuôi này là phải sạch cơ học. Còn nếu mà cái khu vực chăn nuôi hoặc là cái nền chuồng nuôi mà vẫn còn phân này, nước tiểu này, hoặc là những cái rác hoặc là một số các cái hợp chất hữu cơ khác thì cái việc sát trùng của cái dung dịch chuồng trại là dung dịch sát trùng không có hiệu quả. Không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả sát trùng, vệ sinh chuồng trại. Theo chuyên gia, nền đất bẩn còn có nguy cơ làm lây nhiễm trứng giun sán vào thức ăn cho đàn dê nuôi. Hiệu quả chăn nuôi giảm sút. Tuy vậy, anh Huy lại có lý lẽ riêng của mình. Cái chuồng bên này nữa là bê tông đi lại ở đây. Là em sẽ nâng bê tông lên hoặc là em sẽ cắm một thanh ngang ở đây. Tôi nâng bê tông cao lên. Vâng, để người đi lại luôn trên mặt sàn đây luôn ạ. Thế và nếu thế thì cũng được. Cái đó là mục đích của em ạ. Thế thì là phải đột tôn này rất là cao. Dạ vâng ạ. Đúng không? Vâng ạ. Thì nó thành một cái hành lang thì là sau này là thậm chí là không cần cái này nữa. Vâng, không bởi cần vì nữa. Nó bằng cái sàn chuồng này rồi. Dạ vâng. Anh chỉ mở ra sau đó nó đi thôi. Dạ. Thì cái đó rất tốt. Dạ. Đúng không? Thế được. Thế thì cái này là anh phải tôn lên. Thì thực ra nó chỉ mất ít đất thôi. Thế còn sau này là cái đổ chạt thì nó ít thôi. Dạ. Đó, nhưng mà muốn như vậy thì là em phải nhá. Là phải xây cái gạch đấy, gạch ve đấy. Dạ. Trong đó mới cho đất vào chứ không đổ kia nó tản ra không được đâu. Dạ vâng. Dạ. Vấn đề chỉnh sửa lối đi giữa hai chuồng đã được thống nhất. Hy vọng tới đây, anh Huy sẽ triển khai thực hiện thật tốt. Và không riêng với khu vực lối đi, khu vực nền bên dưới chuồng nuôi, theo chuyên gia, anh Huy cũng phải chỉnh sửa lại.
ngoài cái yêu cầu là bỏ tấm chắn thì thầy nói là vẫn phải đổ chặt xi măng ở cái nền này đó, dưới cái sàn này. Thì tại sao phải đổ chặt là gì? Khi mà phân nước tiểu nó rơi xuống đúng không? Thì mình bắt buộc là mình phải dọn vệ sinh cơ học rõ sạch, cho nên đồng thời là nền xi măng lúc nào nó cũng rất nhanh khô. Vì vậy là không ảnh hưởng tới cái môi trường chăn nuôi, tức là đặc biệt là cái khí độc trong chuồng nuôi. Chứ nếu mà trong chuồng nuôi vẫn thường xuyên là ẩm và vẫn thường xuyên có các cái chất thải này thì cái lượng chất độc trong chuồng nuôi, khí độc trong chuồng nuôi rất lớn, ví dụ như là H2S. Nãy giờ vào đây là chúng ta thấy vẫn thấy có mùi cay mắt này, hoặc là có hiện tượng thối, thì đấy là những cái này. Chỉnh sửa với lối đi bên ngoài không có dê thì còn đơn giản. Với khu vực nền dưới sàn, nơi mà dê hàng ngày vẫn thải phân và nước tiểu, thì làm sao để cải tạo được theo ý chuyên gia? Đây là điểm khiến anh Huy vô cùng băn khoăn. Ngày trước làm thì cái phần nền chuồng ở bên dưới thì tôi lợp pro đi để cho nó thành mái, bắt đầu là tôi xối nước cho phân dê nó chảy xuống. Trong quá trình đấy không được thì bây giờ tháo đi. Tôi đã tháo dỡ cái phần pro đấy đi và bây giờ can thiệp bằng đổ nền thì nó cực kỳ nó cũng khó. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết một cách đơn giản. Theo đó, để láng nền xi măng, anh Huy có thể dùng các tấm bạt che kín hết phía đáy chuồng. Như vậy, phân và nước tiểu của dê thải ra sẽ không gây ảnh hưởng tới quá trình thi công. Nền mới láng xi măng cũng có điều kiện khô và đảm bảo độ chắc chắn. Theo ý của thầy, chương trình đưa ra thì cái độ dốc, nếu mà độ dốc cao quá khoảng bao nhiêu độ thì vừa thầy ạ? Cái độ dốc ở đây nhé, thứ nhất là cái để tính độ dốc đã. Thì độ dốc của mình là theo cái độ dốc mà từ đây ra phía bên kia, bởi vì là cái cống thoát nước em để bên kia, đúng không? Thì là dốc về phía đằng bên phía, nếu đứng đây là về phía bên tay phải. Thì độ dốc khoảng độ 30 độ thôi nhá. 30 độ thôi. Còn cái độ dày đấy, cái dày của cái chạt đấy nhá. Cái dày của cái chạt thì theo thầy nó khoảng độ là 0,5 đến 1 phân. Thế thôi. Nên bởi vì là về lâu dài thì là mình đổ cho nó dày thêm một chút, chứ dày quá cũng không không có ý nghĩa này, nó phí nhá. Đấy, từ 0,5 cho tới 1 phân nó như thế này là được rồi. Bởi vì là không có cái tác động cơ giới nào lên mặt này, đó. Và cái nền đất của mình đây là cái nền đất đồi rồi, nó cũng đã chắc rồi, đó. Mà chỉ để đấy để cho nó phẳng, mà sau đó là chúng ta dễ dọn thôi nhá. Có thể thấy mới kiểm tra 2 chi tiết thôi, rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức mà anh Huy có thể học hỏi và thu lượm được từ chuyên gia. Hy vọng anh sẽ vận dụng tốt, áp dụng phù hợp tại trang trại của gia đình mình. Phân này thì anh thu dọn thì anh cho vào đâu? Em tạm thời em đang để ngay góc chuồng đấy. Cho vào bao? Vâng. Xong vào bao. Để ở góc chuồng. Dạ. Thế nhưng cái phân đấy để mình tự sử dụng hay là gì? Em để em sử dụng để bón cỏ. Rồi, bây giờ ta ra xem nào. Đâu, đây. Đây ạ. Phân này em xếp vào đây ạ. Tức là cái phân là mình thu mình cho vào vào bao là được. Dạ. Đó. Với cái số lượng ít thì có thể là anh để ở đây, nhưng mà theo tôi là không nên để ở đây được. Dạ. Đó. Bởi vì để ở đây thì để với một thời gian lâu thì chính cái phân này nó cũng là như là kiểu ủ ấy. Đúng không? Vì vậy là nó vẫn bị phân hủy. Dạ. Phân hủy là phân hủy nước tiểu và các cái hợp chất hữu cơ khác, ví dụ là cái cỏ còn thừa, ví dụ như cám nó rơi xuống đó, cho nên là cũng ảnh hưởng tới cái môi trường chăn nuôi. Đó. Cho tốt nhất là anh có thể anh để ra ngoài cái cách khu chuồng này vào một cái khu khác, mà cái khu ấy thì có thể anh chỉ làm tạm một cái ấy chắn thôi. Đó. Cái này em có một khu để phân. Ừ đấy, thế em có khu để phân thì em để đấy. Dạ. Thì em chủ động là lúc nào em dùng cũng được. Dạ. Đó. Chứ còn nếu để đây thì là không ổn. Dạ. Nhá. Cái phân này thì em có cho thêm cái tức là men gì? Vâng, men vi sinh. Đây là men vi sinh để mà ủ hoai mục đấy. Vâng. Thì ủ hoai mục nó rất là tốt. Nó vừa là cái đảm bảo cái độ xốp của phân và vừa đảm bảo nó sẽ diệt được, có độ nóng nhất định, nó diệt được cái
phân cái trứng của kiến trùng và thậm chí là có thể là cả cái mầm bệnh do vi sinh vật. Thưa vị, thưa bà con, sau chuyến khảo sát lần đầu tiên thì chuyên gia cũng đã yêu cầu gia đình nhà anh Huy chỉnh sửa lại cửa chuồng cũng như là thiết kế lại lối lên xuống cho đàn dê. Và đây là kết quả sau khi gia đình nhà anh đã chỉnh sửa và cải tạo. Vậy thì chuyên gia sẽ đánh giá sao về chuồng cũng như là lối lên xuống này? Hãy cùng xem lại một chút yêu cầu chỉnh sửa của chuyên gia với tiêu chí này của ô chuồng nuôi dê. Cái cửa này là anh cho rộng ra một tí nhá. Và thứ hai là cái này ấy là độ dốc nó quá dốc, nên khi mà đuổi dê xuống là dê nó không xuống đâu, đúng không? Mà nếu xuống nó trơn trượt nó rất nguy hiểm. Và thứ ba là bỏ hai cái thang này đi, đúng không? Bởi vì sau đó anh đóng hết rồi này, khi anh để như này là nó đã như này thì dê nó bước được thả được. Còn làm cái này nó cho làm cố định mất rồi thầy ạ? Hai cái thang chưa đi này, chưa đi thì cái thanh này nó lại không thì anh cho một cái trống xuống dưới này, cho cái sắt ống nước này này, nhỏ thôi, trống như thế này, đúng không? Nhá, đúng không? Anh Huy cho biết, sau khi nhận thấy những bất tiện khi cho dê đi lối trong chuồng, anh quyết định cắt lưới sắt và làm thành lối đi như thế này. Theo đó, thay vì thả dê ra khu đồi cỏ rộng lớn bên trái khu chuồng nuôi, nông hộ sẽ thả chúng ra khu sân nhỏ bên phải này. Cái phía bên này thì hướng tây đây thì nó buổi sáng nó rất chi là nắng nóng. Còn hướng bên này là hướng đông, hướng mặt trời mọc vừa có cây thì nó dê ra chơi thì nó sẽ mát hơn nhiều so với hướng bên này. Ý tưởng của anh Huy là đã rõ. Vậy hãy cùng xem ý kiến của chuyên gia sẽ như thế nào. Thầy ơi, cái này là cái thang lên xuống mà thực ra thì cái chỗ này thì tạm thời là gọi là người lên xuống để chăm sóc dê thôi chứ còn dê thì em lại cho ra sân chơi cho nên là nó lên xuống theo sân chơi hoặc là như bình thường ra thì em cũng theo sân chơi em lên, theo cửa bên kia nó rộng rãi thoải mái em lên. Do thì được lên để kiểm tra, nếu mà được như vậy thì nó có khi là thì để bên đấy thôi, đúng không? Thế bởi vì nó ra sân chơi thì sân chơi là chủ yếu, anh thả là nó đấy là chủ yếu. Chứ còn ở đây nếu mà không có thì là nó cũng chả có ý nghĩa gì cả, đúng không? Thì đấy, thì giờ thì ta lên trên đấy ta kiểm tra. Rồi, ok. Em lên trước. Thế đây là cái núi để ra sân chơi nhỉ? Dạ vâng ạ, đây là em thiết kế ra sân chơi đấy ạ. Cái này thì thầy thấy là bất cập. Dạ. Nhá. Bất cập bây giờ thầy nói thẳng, bất cập cả về cái một số cái chuồng này. Như cho nên là em phải thay đổi đấy. Dạ. Cái thứ nhất là cái đây để sân chơi cũng được. Nhưng là phải ép cái này vào cho nó chặt và làm thành một cái cửa. Chứ không đây tạm bỡ này cả. Bởi vì nhiều trường hợp là đến tối là em phải đóng nó vào. Đóng nó vào thì để một số các cái thú hoang chẳng hạn. Đúng không? Thứ hai là nhiều khi là có thể là về cái an ninh. Đúng không? Thì mới được chứ còn cứ để như thế này thì nó có tính chất là tạm bỡ. Nha. Cho nên là nếu mà mở ở bên đây thì vẫn phải có một cái cửa đàng hoàng. Cửa đàng hoàng nha. Việc mở lối đi thêm cho dê như thế này cũng được, nhưng theo chuyên gia, anh Huy vẫn cần phải chỉnh sửa lại lối đi theo đúng khuyến cáo. Theo tôi đây là vẫn là cái hẹp, chứ không phải đây là mà cái sân chơi. Mà cái sân chơi tốt nhất bữa trước tôi nói rồi đấy, là phải mở rộng ra đằng kia. Và đồng thời chính nó cũng là một cái bãi cỏ, cho ra nó vận động và đồng thời nó ăn cỏ. Thì đấy là tốt nhất, còn đây là cái trong trường hợp là loại đẻ là trong cái thời gian mà mình không thả nó được thì cứ để đấy kệ nó là tự do thôi, chỉ giải quyết là một vấn đề thôi. Cùng với đó, nông hộ cũng cần nhanh chóng mở lối đi thông giữa hai ô chuồng. Cửa này nên rộng khoảng 50cm, tiện đi lại, di chuyển dê. Nếu không, khi cần di chuyển sẽ phải trèo lên trèo xuống, rất bất tiện. Cắt ở dưới ở phía rìa thôi chứ không phải cắt ở giữa.
giữa nó vướng cái máng này rồi, thì đây cắt đây này tốt nhất đây này, em để đây em cắt này, đúng không? Không có thì là nó cứ đây trong một địa vòng kia này lên, nó mất thời gian, đúng không? Tổng kết lại, với 4 điểm được chuyên gia khuyến cáo chỉnh sửa, anh Huy chỉ thực hiện đúng được 1 điểm. Những điểm còn lại thì chưa thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Tuy vậy, thái độ cầu thị, thiện chí đã giúp anh Huy thuyết phục được chuyên gia Phạm Ngọc Thạch trao thêm cho một cơ hội để chỉnh sửa. Hy vọng nông hộ sẽ thực hiện tốt mọi khuyến cáo để việc chăn nuôi khởi sắc và thu được những hiệu quả kinh tế tích cực hơn. Hiện tại, trong khu chuồng nuôi dê của gia đình anh Huy có hơn 40 con. Theo quan sát của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, đa phần các con dê đều sinh trưởng phát triển bình thường. Một số dê cái nuôi con bị gầy, nhưng đó cũng là hiện tượng bình thường. Nông hộ cần chú ý bổ sung thức ăn và chất dinh dưỡng đầy đủ. Thưa vị, thưa bà con, bên cạnh những con dê khỏe mạnh trong đàn và được chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đánh giá rất là cao, thì trong đàn dê này còn có 4 con dê đang có những biểu hiện mắc bệnh, chúng kém ăn, giảm ăn hẳn. Và điều này đang khiến gia đình anh Huy khá là lo lắng. Dê bỏ ăn, gầy gò, chậm chạp. Gần một tuần nay, những con dê có biểu hiện bất thường đã được anh Huy tách nuôi riêng trong ô chuồng này. Mặc dù đã liên lạc với chuyên gia để nghe tư vấn, nhưng anh Huy vẫn rất lo lắng. Con dê này tôi rất lơ mơ bởi vì là mới vào nuôi chăn nuôi thôi. Tôi cũng rất chi là lo lắng và cũng sẽ tìm cách khắc phục thôi. Để tháo gỡ băn khoăn của anh Huy, chuyên gia nhanh chóng di chuyển tới ô chuồng nơi có dê bệnh. Thầy ơi, đây là 4 con dê này là em đã tách ra và thực ra thì nó rất gầy với ăn kém. Thầy xem kiểm tra thì em với quan sát hàng ngày thì em thấy nó như thế nào? Nó ăn kém còn nó vẫn ăn đều và nhai lại bình thường. Có thấy là thỉnh thoảng húng hăng ho không? Có như hai con này là ho liên tục đấy thầy. Cái thứ hai là có hiện tượng tiêu chảy không? Tiêu chảy có thầy. Có đây tôi thấy ngay kia kìa, có hiện tượng tiêu chảy kia kìa. Thế thì có mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất là có thể là do bị viêm phổi nha, viêm đường hô hấp ấy, đối với dê cũng hay bị thế, và không cẩn thận là nếu bị nặng là cái hiệu quả điều trị nó sẽ rất là thấp. Cái thứ hai là hiện tượng tiêu chảy. Thì hiện tượng tiêu chảy đây nó có mấy vấn đề, có thể là do bị nhiễm giun sán mà chúng ta không tẩy giun sán, hoặc là trong quá trình chăn nuôi thì có thể là thức ăn hoặc là cái sàn chuồng đó, vân vân. Thế thì đây là có thường xuyên, có định kỳ từ khi em mua về đã tẩy giun sán nào chưa? Cái như có một con trong này thì đã mang bầu và em không dám tiêm. Em chỉ hỗ trợ thuốc bổ nhưng mà nó vẫn gầy. Chắc phải đợi đẻ xong thôi. Còn ba con còn lại thì em vừa tẩy sán xong ạ. Cách đây được 4 ngày rồi thầy. À, 4 ngày thì chưa có hiệu quả. Thế em dùng cái gì em tiêm? Em tiêm bình thường dùng kim tiêm đó ạ. Không, nhưng mà loại thuốc gì? Thuốc em không nhớ tên đó. Rồi, cứ tẩy giun sán ở đây thì nhiều khi cứ nói, nhưng mà nhiều người là chủ yếu là dùng cái ivermectin hoặc là levamisol. Ivermectin hoặc là levamisol thì chỉ có tác dụng đối với giun tròn thôi. Còn bọn này là nó có thể có cả sán nữa. Thì cái ivermectin hoặc levamisol là không có tác dụng. Do nông hộ không nhớ tên thuốc đã sử dụng, chuyên gia khuyến cáo phác đồ điều trị do bệnh giun sán ký sinh hại dê như sau. Trước tiên, anh Huy cần điều trị viêm ruột, sau khi ổn định mới tẩy giun sán. Dạ thưa thầy, những cái con dê bị, những cái em chỉ biết là nó phát hiện ra là nó bị gầy đấy. Còn những cái triệu chứng của nó thường thường nó biểu hiện như thế nào thì nhờ thầy hướng dẫn hộ em ạ. Nó biểu hiện như thế nào? Thế vậy là khi mà biểu hiện thì đây là tôi nói cho em để em quan sát. Thứ nhất, nếu mà ở bệnh ở đường hô hấp thì nó sẽ có mấy cái biểu hiện này. Thứ nhất là ho. Nha. Đấy, thứ hai là nước mũi chảy. Thế hay người ta gọi, một số nơi gọi là có ghen mũi. Thứ ba là có hiện tượng là thở khó và tần số hô hấp tăng. Tức là muốn quan sát biết được thở khó hay không thì quan sát cái
lỗ mũi. Lỗ mũi bao giờ nó cũng nở rộng. Còn cái tần số hấp tăng thì xem cái thành ngực ấy, cái thành ngực và thành bụng đó. Thì nó hóp vào phình ra, hóp vào phình ra rất là nhanh. Đó. Thì đấy là bệnh ở đường hô hấp. Thế còn trong trường hợp mà bệnh ở đường tiêu hóa thì nó dễ rồi. Đó. Phân của dê thì chúng ta thấy là nó như cái hạt đậu đen. Đó. Nhưng mà khi mà bị viêm ruột và tiêu chảy thì nó không có cái trạng thái thế nữa. Mà nó có thể là nó như là phân chó, như là phân lợn. Và thậm chí là độc nước không. Và đặc biệt quan sát ở cái đuôi của nó đấy. Cái gốc đuôi và cái hậu môn của nó. Và hai cái khoeo chân sau là nó ướt, lúc nào cũng dính phân. Thì đấy là cái trường hợp mà bệnh đường tiêu hóa. Thế còn một số bệnh ở ngoài da, ví dụ như ghẻ nấm thì bao giờ chúng ta cũng thấy là có hiện tượng rụng lông. Đó, da là có các nốt sần mà thậm chí cái da nó có hiện tượng là nhiễm khuẩn thì là chỗ da đấy nó có hiện tượng loét và nhiễm mủ. Theo chuyên gia, viêm phổi ở dê gây ra do vi khuẩn với các tạp khuẩn có sẵn trong đường hô hấp của dê gây ra. Vi khuẩn từ dê bệnh được thải ra môi trường theo dịch chảy từ mũi, miệng của chúng. Vi khuẩn có thể tồn tại khoảng 1 đến 3 ngày trong môi trường, thường bị diệt dưới ánh nắng mặt trời và các thuốc sát trùng thông thường như nước vôi 10%, vôi bột. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi của dê. Vào thời điểm khí hậu ẩm ướt, dê dễ mắc bệnh. Để phòng trị bệnh này cho dê, theo chuyên gia, anh Huy cần thực hiện theo phác đồ như sau. Một số lưu ý của chuyên gia với nông hộ khi chăm sóc đàn dê vào mùa nắng nóng. Tôi cũng hy vọng là đàn dê phát triển khỏe mạnh và tăng trưởng, tăng trọng đầy đủ. Và tôi cũng mong bản thân tôi là nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi thật tốt để phát triển đàn thật nhanh và làm kinh tế nó được nhanh chóng phát triển. Trước khi kết thúc buổi kiểm tra ngày hôm nay tại gia đình anh Huy, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch cũng tranh thủ kiểm tra tình hình phát triển của những diện tích cỏ mà anh Huy đã trồng. Theo chuyên gia, với dê khi còn nhỏ, số lượng đàn chưa nhiều, thức ăn chưa phải là vấn đề. Tuy vậy, một thời gian nữa, khi đàn dê tăng mạnh về số lượng, đây sẽ là điểm quyết định hiệu quả, tốc độ lớn của đàn vật nuôi. Thưa vị, thưa bà con, với mục tiêu là để chủ động nguồn thức ăn cho đàn dê nuôi của gia đình mình, thì tại gia đình anh Huy đã quyết định là dành hẳn 1 hecta đất đồi để trồng hai loại cỏ, đó là cỏ Guinea và cỏ VA06. Và theo chuyên gia là việc chuẩn bị cỏ như thế này sẽ rất là tốt và đầy đủ thức ăn cho đàn dê, giúp chúng sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Khi mà nó phát triển mạnh thì là cắt dự trữ trong những ngày mưa. Với cái số lượng dê như thế thì tôi thấy là nó sẽ thừa cỏ, thừa thức ăn xanh. Thế vậy thì ý thu hoạch ở đây thì mình sẽ tiến hành mình làm để thứ nhất là không phải là thu hoạch sau đó để tươi chất đống đấy, mà mình vừa dùng phương pháp ủ chua. Việc cắt cỏ đúng lứa và quay vòng kịp thời sẽ giúp cỏ luôn tươi non, dê ăn ngon miệng hơn. Trong trường hợp dư thừa thức ăn, theo chuyên gia, nông hộ có thể áp dụng theo công thức ủ chua thức ăn xanh như sau. Nếu ủ tốt, thức ăn này có thể bảo quản tới 6 tháng. Với những kiến thức mà chuyên gia đã hướng dẫn, chia sẻ, hy vọng việc chăn nuôi tới đây của gia đình anh Huy sẽ suôn sẻ, thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp của chàng trai này trong những chương trình tiếp theo.